Chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình quay cho bà con xem về cái anh của vườn chanh dây của anh Trương Quốc Công ở thôn 19 xã Cư Bông, huyện Eka, Đắk Lắk. Thì với vườn chanh dây của anh thì anh mới trồng được 4 tháng thì nó hiện bị hiện tượng bệnh, đó là sấn lá, phấn trắng và virus. Thì với vườn chanh dây này thì qua khảo sát về tình hình của anh thì anh vừa muốn phòng và vừa muốn trị bệnh ở trên cây chanh dây này. Thì mình trao đổi với anh á, kỹ thuật cũng trao đổi, thì anh nói rằng á, anh đã phun cũng nhiều thuốc rồi, cũng phun một số loại thuốc ở đại lý mua nhưng nó không có bớt, lại là tốn nhiều chi phí, là tốn tiền. Hầu như những vườn mà bên trái cây thông mùa lắc đi á, thì tham khảo bên ý kiến của bà con nông dân á, thì bà con nông dân chúng ta cũng trao đổi rằng tốn rất nhiều chi phí vào vườn chanh dây khi mà xử lý bệnh. Hầu như á, bà con phun thuốc chủ yếu là nhện đỏ thôi, dưới nấm thôi à. Nhưng mà con không nghĩ rằng cái chanh dây chúng ta bị bệnh phấn trắng là nó do virus. Thì cái hiện tượng mà virus nó gây ra rất là nhanh, nó phát triển rất là nhanh. Nó đi theo đường nước mưa, rồi đường côn trùng chích hút, rồi vào thời tiết. Thì với vườn này á, anh trồng trái mới 4 tháng thôi, trái rất là sai, đều xanh và đẹp. Nhưng mà nó bị bệnh phấn trắng đó, virus đó. Thì mình sẽ cho kỹ thuật đó đi xem từng gốc và kiểm tra như ở trên clip, và con xem á, những cái ngọn nó bị thung lại, teo lại. Và trái nó bị không lớn nổi, nó bị đốm. Thì cái hiện tượng virus đó nó cũng gây hiện trạng trên cái trái của chanh dây chúng ta, nó nổi, nó sần, da cóc, thì làm trái nó nhỏ này, không phát triển được. Thì khi mà đem ra ngoài vựa chúng ta bán á, thì hầu như lấy buôn á, thì họ chê rằng trái nó nhỏ quá mà nó bị virus đó, thì nó đưa vào hàng múc hết, giá rẻ. Nên với clip này á, thì kỹ thuật nó cũng làm hướng dẫn tư vấn tại vườn. Cái vườn chanh dây rất là đẹp, thì với anh Công này á, thì anh cũng rất là chu đáo quan tâm với cây chanh dây. Anh làm luống rất là đều đẹp, trụ rất là vững vàng, trụ cao tầm 2 đến 2 mét rưỡi, rất là thoáng. Khi mà chanh dây nó bò ra, nó thòng xuống nữa là vừa đẹp. Thì hầu như bà con biết á, cây chanh dây chúng ta thì lợi nhuận rất là cao. Hiện tại thì giá thành nó cũng hơi thấp xíu, nên bà con chúng ta tuy cũng hơi thiệt thòi về cái giá cả, nhưng mà bà con chúng ta trồng rơi vào những cái mùa nắng, dịp nắng thì giá thành rất là cao. Nên chi phí mà đầu tư nó, nếu chúng ta phòng bệnh thì cũng không bao nhiêu. Chúng ta đừng để chanh dây bị bệnh thì chúng ta sẽ tốn rất ít chi phí, ngược lại chúng ta thu lại lợi nhuận rất là cao. Thì cái vườn chanh dây này mình quay cho con á, tơ xanh đều đẹp, mình nhắc lại rất là đều đẹp. Thì anh Công tiến hành vừa phòng mà vừa chữa luôn cái bệnh phấn trắng virus á. Thì anh qua khảo sát thì anh nói thì vườn này mới bị có mấy cây thôi, thì anh mới vội vàng, thì anh cũng nhờ bên trái cây thơm mùa lắc á, là qua cho kỹ thuật tư vấn xem vườn, thì cũng được hỗ trợ và xử lý thuốc. Thì mình cũng cho anh sử lượng thuốc là cái nano super, thì cái này nó chuyên về là trị phấn trắng virus. Thì để tránh tình trạng kháng thuốc thì bên mình cũng đưa ra một số công thức cho anh phun cho nó hiệu quả. Và sau tầm khoảng 15 đến 20 ngày đó, bên trái cây thơm mùa lắc có qua kiểm tra lại vườn của anh. Thì cái vườn này mình quay hôm nay là ngày 18 tháng 7 2017 đó, thì tầm khoảng cỡ 15 ngày nữa thì bên trái cây thơm mùa lắc có quay lại kiểm tra cho anh. Thì lúc đó bà con có thể xem được cái mô hình của anh nó phát triển như thế nào và hiệu quả như thế nào. Thì bà con cứ xem cái clip này và đăng ký kênh để theo dõi tất cả clip tiếp theo.